thần quỷ thế giới ta bắt đầu liền vô địch phục hy võ đạo thân thể nghe chọn bộ tại mê truyện audio com cô sơn trấn diệp gia diễn võ trường bỗng nhiên diệp tinh thần đấm ra một quyền thối thể cảnh chín tầng lực lượng bạo phát tiếp cận nhìn cân lực lượng trực tiếp đem phía trước ôm hết thô cọc gỗ nổ đến nổ tung ra vụn gỗ bay tán loạn thời gian 3 năm rốt cục đột phá thối thể cảnh chín tầng diệp tinh thần nhìn trời thét dài Diệp tinh thần, người xuyên Việt. Ba năm trước, xuyên Việt đến cái này yêu ma hoành hành thế giới, trở thành cô Sơn Trấn Diệp gia gia chủ Diệp Minh Thiên con trai. Dựa vào người xuyên Việt làm người hai đời kinh nghiệm, Diệp tinh thần về việc tu hành, một đường hát vang tiến mạnh. 16 tuổi liền đột phá thối thể cảnh 9 tầng, trở thành Diệp gia trẻ tuổi đệ nhất nhân tinh thần đại ca thật là lợi hại, 16 tuổi tu vi liền đột phá thối thể cảnh 9 tầng, tiền đồ không thể hạn lượng A, à, có diệp ra trẻ tuổi một đời cảm thán nói. Đúng vậy a à, tinh thần đại ca tu luyện bất quá từng đoàn thời gian 3 năm, liền có thành tựu như thế này, hai tháng sau cô Sơn chấn các đại gia tộc biết võ, nhất định có thể vì ta diệp ra tranh quang. Có diệp ra tiểu bối kích động nói. Diệp tinh thần cũng không quan tâm đến bốn phía diệp ra tiểu bối khen ly khai diễn võ trường. Hắn không thể chờ đợi được nữa chạy tới gian phòng của mình. Vừa đến gian phòng, trong đầu, liền có đạo tiếng nhắc nhở vang lên. Keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành 3 năm đột phá thối thể cảnh 9 tầng nhiệm vụ thành công kích hoạt nhân tộc công đức hệ thống, diệp tinh thần đại hỷ. 3 năm, rốt cục kích hoạt hệ thống. Nhân tộc công đức hệ thống, có cái gì công năng, diệp tinh thần hỏi nhân tộc công đức hệ thống có thể thông qua sử dụng công đức điểm, đem túc chủ chế tạo trở thành nhân tộc mạnh nhất thiên đế. Hệ thống trả lời, trong nháy mắt, diệp tinh thần trong đầu, bảng skill xuất hiện, túc chủ. Diệp tinh thần, công đức điểm, không, cảnh giới, thối thể cảnh 9 tầng, thiên phú, tuệ căn, ngộ tính vượt xa người tu hành thông thường, thể chất, phàm thể, ý cảnh, không, công pháp, không, pháp thuật, không, thần thông không tiếp đó lại có một đạo tiếng nhắc nhở vang lên keng hệ thống kích hoạt chúc mừng túc chủ thu được tân thủ đại lễ bao tân thủ đại lễ bao diệp tinh thần vui vẻ trong nháy mắt trong đầu một cái gói quả lớn bị đánh mở keng chúc mừng túc chủ thu được khen thưởng tu vi đề bạt một đẳng cấp đạt đến luyện huyết cảnh nhất trọng keng chúc mừng túc chủ thu được khen thưởng thể chất từ phàm thể tăng lên tới võ đạo thân thể chỉ một thoáng một luồng khủng bố cùng cực năng lượng từ Diệp Tinh Thần cơ thể bên trong bạo phát, tràn vào hắn toàn thân bên trong, không ngừng thối luyện Diệp Tinh Thần thể chất. Một lát sau, Diệp Tinh Thần thể chất thăng cấp xong xuôi, tu vi đột phá luyện huyết cảnh nhất trọng, khí huyết như cầu vồng, cả người tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Đây là luyện huyết cảnh thực lực, ta cảm giác hoàn toàn có thể nghiền ép trước chính mình, Diệp Tinh Thần nắm đấm nắm chặt cảm thụ chính mình lực lượng không phải là có thể nghiền ép mà là có thể đánh nổ trước ngươi trong đầu hệ thống âm thanh vang lên đánh nổ trước ta diệp tinh thần giật này cả mình không sai hệ thống khẳng định trả lời người thể chất bây giờ từ phàm thể tăng lên tới võ đạo thân thể võ đạo thân thể phòng ngự lực lượng tốc độ năng lực phản ứng đều là tầm thường thể chất gấp ba hệ thống giải thích võ đạo thân thể thân thể thuộc tính đúng là tu hành giả tầm thường gấp ba diệp tinh thần kích động nói người tu hành thực lực chia làm thối thể cảnh luyện huyết cảnh hậu thiên cảnh tiên thiên cảnh linh hải cảnh kim đan cảnh kết anh cảnh nguyên thần cảnh muốn biết rõ mà tầm thường luyện huyết cảnh nhất trọng người tu hành thân thể lực lượng ở hai ngàn cân về sau tu vi mỗi đề bạt nhất trọng lực lượng liền sẽ tăng trưởng một ngàn cân và URL bằng Windows, Location, href Windows, Puppy giờ tác bằng Windows, Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác, Push Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL. Hắn bây giờ thể chất trở thành võ đạo thân thể, thân thể thuộc tính là tu hành giả tầm thường gấp 3, chẳng phải là nắm giữ 6.000 cân khủng bố lực lượng sáu ngàn cân lực lượng, đó là có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng lực lượng A. Hơn nữa dựa vào võ đạo thân thể gấp 3 thân thể phòng ngự, gấp 3 phản ứng tốc độ, hắn hoàn toàn có thể cùng luyện huyết cảnh ngũ trọng người tu hành chiến mà không bại. Thoải mái, diệp tinh thần tâm thần phấn chấn. Lúc này, diệp tinh thần gian phòng cửa phòng mở lên. Chỉ thấy diệp tinh thần nhị nương đặng thị vội vội vàng vàng chạy vào, giao vội la lên. Tinh thần, không được, người đường đệ Diệp Thu ở khô thụ lâm, bên trong dương gia mai phục, có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nhanh thông chi cha ngươi, dẫn người đi cứu hắn. Diệp tinh thần nghe vậy, kinh hãi, em họ của hắn Diệp Thu, là nhị thúc Diệp Thanh Vân con trai độc nhất, dĩ nhiên ở khô thụ lâm, bên trong dương gia mai phục. Dương gia, cô Sơn Trần nhất lưu gia tộc thực lực mạnh hơn Diệp gia, cùng Diệp gia là quan hệ thù địch. Diệp tinh thần trong nháy mắt lao ra gian phòng, hướng khô thụ lâm chạy đi. Nhị nương, người nhanh đi cho ta biết cha cùng gia tộc trưởng lão, ta đi trước cứu Diệp Thu, Diệp tinh thần thanh âm truyền đến. Được, ngươi cẩn thận nhiều hơn, đặng thị dặn dò. Chờ Diệp tinh thần lao ra Diệp ra, chạy về phía khô thụ lâm thời khắc, đặng thị ánh mắt lộ ra giống như rắn độc âm độc ánh mắt đặng thị khóe miệng cười gần, cũng không có đi vào thông chi diệp ra gia chủ cùng trưởng lão. Mà là nhìn diệp tinh thần phương hướng rời đi, lạnh lùng nói. Lần này, xem ngươi chết hay không? Diệp Thu căn bản không có chúng cái gì mai phục, nàng lừa gạt Diệp Tinh Thần đi vào khô thụ lâm, bất quá là nhằm vào Diệp Tinh Thần một cái sát cục. Khô thụ lâm phương hướng diệp tinh thần cũng không biết đặng thị âm mưu hắn hiện tại một lòng muốn đi tới khô thụ lâm cứu diệp thu tu vi đột phá đến luyện huyết cảnh nhất trọng thêm vào võ đạo thân thể tăng cường diệp tinh thần tốc độ cực nhanh ba bước cũng làm hai bước chạy vội phía dưới rất nhanh liền đến khô thụ lâm ở ngoài tìm đúng vị trí diệp tinh thần nắm đấm nắm chặt hướng về khô thụ lâm sâu bên trong sông qua thần quỷ thế giới ta bắt đầu liền vô địch phục hy hắn đã vậy còn quá mạnh. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bốn người khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Tinh Thần sát ý sôi trào. Diệp Tinh Thần khuôn mặt băng lãnh, dĩ nhiên minh bạch lại đây, cái này căn bản không phải cái gì Diệp Thu chúng mai phục. Mà là Diệp Thu nhằm vào hắn, bố trí một cái sát cục. Trước hết là giết ngươi, lại đối phó Diệp Minh Thiên, Diệp Thu cười lạnh nói diệp tinh thần phụ thân chính là diệp gia gia chủ diệp minh thiên độc trưởng diệp gia đại quyền mà hắn diệp thu phụ thân diệp thanh vân bất quá là diệp gia người đứng thứ hai diệp tinh thần cùng hắn phụ thân diệp minh thiên bất tử cha con bọn họ vĩnh viễn vô pháp vươn mình bây giờ diệp thu cùng mẫu thân đặng thị bố trí mưu kế mượn mẫu thân nương ra đặng ra lực lượng trước hết giết diệp tinh thần lại đối phó diệp minh thiên đặng gia cùng diệp gia một dạng, chính là cô Sơn Trấn gia tộc nhị lưu Có đặng gia lực lượng, có năng lực đem diệp minh thiên cái này diệp gia gia chủ lật đồ. Người cho rằng dựa vào mấy người này, có thể đối phó ta, nhìn bốn phía xuất hiện đặng gia ba vị trưởng lão cùng cái kia độc nhãn đạo nhân, diệp tinh thần lạnh lùng nói. Vây quanh đi tới bốn người đặng ra ba vị trưởng lão, chỉ có luyện huyết cảnh nhất trọng tu vi, cái kia độc nhãn đạo nhân mạnh hơn một chút, luyện huyết cảnh nhị trọng. Nhưng diệp tinh thần bây giờ dựa vào võ đạo thân thể uy năng, gấp ba thân thể tăng cường, sáu ngàn cân có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng người tu hành lực lượng. Hoàn toàn có thể đem vây quanh đi tới bốn người đánh giết. Khẩu xuất cuồng ngôn, diệp thu lạnh lùng nói. Diệp tinh thần, bây giờ sẽ tính ngươi tu vi có chỗ đột phá, cũng bất quá thối thể cảnh 9 tầng, trước mắt chư vị đều là luyện huyết cảnh cao thủ, há lại ngươi thối thể cảnh có thể chống lại. Diệp thu rất rõ ràng, diệp tinh thần trước đây tu vi bất quá thối thể cảnh bát trọng, coi như hôm nay đột phá. Cũng bất quá thối thể cảnh 9 tầng tuyệt đối không phải là bốn vị luyện huyết cảnh đối thủ hơn nữa có độc nhãn đạo nhân vị này luyện huyết cảnh nhị trọng cường giả ở hôm nay chính là diệp tinh thần tử kỳ người nào nói cho ngươi ta chỉ có thối thể cảnh chín tầng tu vi diệp tinh thần cười gan lập tức diệp tinh thần luyện huyết cảnh nhất trọng tu vi khi thế bạo phát hùng hậu khí huyết sôi trào quyển lên bốn phía lá khô tung tóe luyện huyết cảnh nhất trọng Diệp Thu cùng đặng ra ba vị trưởng lão, đều là giật này cả mình. Cái này Diệp Tinh Thần, đến lúc nào đột phá vào luyện huyết cảnh. Ở năm người khiếp sợ nhiều hơn, Diệp Tinh Thần đã đạp bước tiến lên, nhìn về phía Diệp Thu. Hôm nay, xem ai chết, Diệp Thu sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hạ Lệnh, bên trên giết hắn, kinh khủng như thế thiên phú, tuyệt không thể để hắn còn sống ly khai, trong nháy mắt đặng gia ba vị trưởng lão liền trực tiếp bạo phát tu vi thẳng hướng diệp tinh thần một vị đặng gia trưởng lão tay cầm trường kiếm khí huyết quấn quanh bên trên một kiếm chém về phía diệp tinh thần hừ hừ lạnh một tiếng diệp tinh thần bước chân di động võ đạo thân thể phát động cả người khí huyết bàng bạc tốc độ nhanh như chớp giật tránh thoát cái này đặng gia trưởng lão chém tới một kiếm sau đó nắm trưởng thành quyền một quyền đánh giết mà ra trên nắm tay, huyết mang lấp lóe, 6.000 cân, có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng cường giả lực lượng đánh giết để không khí dồn dập nổ tung. Võ đạo thân thể gấp 3 tăng cường, có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng tốc độ, để cái này cầm kiếm trưởng lão căn bản đến không kịp né tránh. Diệp tinh thần một quyền, trực tiếp xuyên qua không gian, mạnh mẽ đánh giết tại vị này cầm kiếm trên người trưởng lão oanh, một tiếng vang thật lớn, máu bắn tung tóe, vị kia cầm kiếm trưởng lão ở ngực bị Diệp Tinh Thần một quyền nổ đến tứ phân ngũ liệt, nội tạng bay loạn. Bị chết không thể ở chết. Nhị đệ, nhị ca, đặng ra còn lại hai vị trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, la lên vị kia cầm kiếm trưởng lão tên. Đồng thời hai người sợ hãi lùi về sau. Quá mạnh mẽ, một quyền miểu sát cùng cảnh giới người cái này diệp tinh thần, thật sự là luyện huyết cảnh nhất trọng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Và URL bằng Windows, Location, Herb. Windows, Puppy Tác bằng Windows, Puppy Giờ Tác, Windows, Puppy Tác, Pus, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL. Diệp Tinh Thần quát lạnh một tiếng, không quan tâm đến bốn người khiếp sợ, bỗng nhiên chân đạp mặt đất. Oanh một chỗ, mặt đất tứ phân ngũ liệt, mượn lực phản chấn, Diệp Tinh Thần như đạn pháo đồng dạng bắn ra, nắm đấm vung lên, một quyền tê liệt không khí, thẳng hướng chuẩn bị lùi về sau một vị đặng gia trưởng lão. Vị trưởng lão kia sắc mặt kịch biến, Diệp Tinh Thần tốc độ quá nhanh, hắn muốn lùi ra đã không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đặng gia trưởng lão luyện huyết cảnh nhất trọng tu vi bạo phát điều động cơ thể bên trong khí huyết tương tự một quyền nganh đón ầm một tiếng vang thật lớn huyết vụ tung tóe cái kia đặng gia trưởng lão một quyền đối đầu diệp tinh thần như vẫn thạch rơi một quyền hai ngàn cân lực lượng đối kháng diệp tinh thần sáu ngàn cân lực lượng hoàn toàn không phải là một đẳng cấp răng rắc một tiếng thấu xương vang động, vị kia đặng ra trưởng lão một cánh tay bị diệp tinh thần một quyền, chấn động đến mức đứt thành từng khúc máu thịt be bét. Thân thể hắn trong nháy mắt bay ngược, mạnh mẽ đánh trên mặt đất. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, đặng ra trưởng lão trên đất lăn lộn, hét thảm lên. a à, tay ta cánh tay, tay ta cánh tay. Diệp tinh thần rơi xuống đất, không quan tâm đến nhìn về phía diệp thu cùng còn lại một vị đặng gia trưởng lão cùng vị kia độc nhãn đạo nhân thản nhiên nói đến lượt các ngươi nghe vậy diệp thu cả người lông tơ lừa dối lên mồ hôi lạnh ứa ra nuốt nước miếng một cái thân thể không ngừng lùi lại hắn hoàn toàn không nghĩ ra diệp tinh thần vì sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy hôm qua mới thối thể cảnh bát trọng hắn hôm nay dĩ nhiên có thể miểu sát luyện huyết cảnh nhất trọng người tu hành cùng tiến lên, giết hắn, không phải vậy chúng ta hôm nay đều phải chết. Độc Nhãn đạo nhân nhìn về phía cái kia còn lại vị cuối cùng đặng ra trưởng lão. Còn lại vị kia đặng ra trưởng lão gật gù. Tu vi bạo phát, trưởng pháp triển khai, huyết khí quanh quẩn quanh thân, trưởng ấn đầy thiên, hướng về Diệp Tinh thần đánh tới. Độc Nhãn đạo nhân thì là hai tay kết ra một cái kỳ dị thủ ấn quanh thân hồng quang lấp lóe, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang sử dụng một loại nào đó tà môn pháp thuật. Nhìn đặng gia trưởng lão đánh tới đầy thiên trưởng ấn, diệp tinh thần không có một chút nào sợ hãi, cơ thể bên trong bàng bạc huyết khí cuồn cuộn, vẫn một quyền đánh giết mà ra. Sáu ngàn cân lực lượng, nhất lực phá vạn pháp. Dựa vào cực nhanh tốc độ. Diệp tinh thần khủng bố một quyền, xuyên qua đầy thiên trưởng ấn, chuẩn xác không có sai sót đánh giết ở còn lại vị kia đặng ra trên người trưởng lão, đem trước sau xuyên qua. Nổ đến ngược về phía sau, đập xuống đất, co giật mấy lần liền mất mạng. Diệp thu thấy thế, sắc mặt trắng bạch, không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy trốn, hướng về khô thụ lâm ở ngoài bay trốn mà đi. Tình huống bây giờ, đã ở ngoài dự liệu hắn không chạy nhất định phải chết diệp tinh thần vốn định đuổi theo nhưng phía sau một cỗ cường đại cảm giác nguy hiểm kéo tới diệp tinh thần bỗng nhiên xoay người về phía sau phương nhìn lại chỉ thấy bốn cỗ mặt mũi hung giữ cương thi thẳng tắp đứng ở độc nhãn đạo nhân bên người ánh mắt hung ác nhìn về phía hắn cương thi diệp tinh thần cả kinh không phải là cương thi cái này bốn cỗ là bị ta lấy máu người nuôi nấng có thể so với luyện huyết cảnh tam trọng hành thi độc nhãn đạo nhân nhìn về phía diệp tinh thần nói bốn cỗ có thể so với luyện huyết cảnh tam trọng hành thi diệp tinh thần nhìn độc nhãn đạo nhân bên người bốn cỗ hành thi lộ ra vẻ lạnh lùng xuyên việt tới diệp tinh thần rõ ràng đây là một yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới trừ người tu hành bên ngoài, còn có yêu ma, quỷ vật, cương thi những này rất mạnh mẽ đồ vật. Cương thi đẳng cấp chia làm. Hành thi, khiêu cương, bạch cương, hắc cương, lục cương, tử cương, hồng cương, kim cương, la sát, bạt. Hành thi liền tương đương với người tu hành bên trong luyện huyết cảnh cường giả. Bên trên, độc nhãn đạo nhân ra lệnh một tiếng, tà pháp triển khai, chỉ đem diệp tinh thần. Trong nháy mắt cao, gầm lên giận dữ, bốn cỗ hành thi dương nanh múa vuốt bỗng nhiên hướng về diệp tinh thần vô giết tới. Thần quỷ thế giới, ta bắt đầu liền vô địch phục hy quyền chấn hành thi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Diệp tinh thần sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, nghề này thi móng tay nhọn dài, có kèm theo thi độc, nếu không cẩn thận bị hành thi chảo thương, liền có thể có thể bị thi độc cảm hóa. Đối mặt hành thi phương pháp tối ưu nhất chính là lấy cường đại bạo phát lực ở trong thời gian ngắn đem đánh tan diệp tinh thần vận chuyển toàn thân huyết khí toàn lực bạo phát hắn bỗng nhiên chân đạp mặt đất bắn mạnh mà lên lăng không một cái đá bay đá hướng về phía trước nhất một cái hành thi đầu lâu sáu ngàn cân lực lượng khủng bố đá bay như một con vẫy đuôi thần long đem không khí quất đến bay phần phật Oanh, một tiếng phía trước hành thi đầu lâu, trực tiếp bị diệp tinh thần bị đá vỡ ra được, thi thể chia lìa. Bị đá nổ đầu sọ hành thi, thân thể ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Keng, chém giết cấp 3 hành thi, thu được 150 công đức điểm, chém giết hành thi có thể thu được công đức điểm, diệp tinh thần sững sờ. Không kịp cho hắn suy nghĩ. Còn lại ba bộ hành thi, bỗng nhiên vung lên sắc bén móng tay, hắc khí ứa ra, hướng về diệp tinh thần chộp tới. Diệp tinh thần nghiêng người tránh né mũi nhọn, vung nắm đấm đầu, dâng trào khí huyết sôi trào. Một cái đấm thẳng, đánh giết tại phía trước một bộ hành thi ở ngực. Oành, một tiếng vang thật lớn, cường đại đánh giết lực lượng, đem trước sau đánh xuyên. Hành thi ẩm ẩm ngã xuống đất keng, chém giết cấp 3 hành thi, thu được 150 công đức điểm. Đóng ngoặc đơn, trong chớp mát liền có hai cỗ có thể so với luyện huyết cảnh tam trọng hành thi bị giết hết có thể thấy được diệp tinh thần võ đạo thân thể cường hãn làm sao có khả năng độc nhãn đạo nhân một mặt không thể tin tưởng cái này bốn cỗ cấp ba hành thi chính là hắn át chủ bài phòng ngự lực có thể so với luyện huyết cảnh tam trọng cường giả diệp tinh thần dựa vào luyện huyết cảnh nhất trọng tu vi dĩ nhiên có thể tại trong nháy mắt phá hai cỗ hành thi phòng ngự không có cái gì không thể, chờ giải quyết bọn họ, chính là ngươi tử ký. Diệp tinh thần mở miệng nói. Nói xong, diệp tinh thần lần thứ hai vọt lên, bỗng nhiên vung quyền, tiếp cận sáu ngàn cân lực lượng một quyền, lần thứ hai đem một bộ hành thi đầu đánh nổ. Keng, chém giết cấp ba hành thi, thu được 150 công đức điểm, lại có một bộ hành thi bị oanh giết, độc nhãn đạo nhân tựa hồ biết rõ đại sự không ổn, vội vàng lùi về sau, chuẩn bị chạy trốn thấy thế diệp tinh thần hư lạnh một tiếng ở đánh giết bộ thứ ba hành thi lúc hắn liền nhìn chằm chằm độc nhãn đạo nhân phòng ngừa hắn chạy trốn đối với muốn muốn giết mình người diệp tinh thần sẽ không nương tay ở độc nhãn đạo nhân xoay người chạy trốn thời khắc diệp tinh thần liền lướt qua còn lại một bộ hành thi đi tới độc nhãn đạo nhân phía sau một quyền đánh giết mà ra Trùng thiên huyết mang bao trùm ở diệp tinh thần trên nắm tay quyền như lưu tinh thẳng hướng độc nhãn đạo nhân hậu tâm nhưng lúc này cái kia độc nhãn đạo nhân trên khóe miệng lại là lộ ra vẻ quỷ dị chỉ thấy độc nhãn đạo nhân bỗng nhiên xoay người hai tay kết ấn cả người kim quang lấp lóe từng đạo mật tông phạm văn quanh quẩn ở độc nhãn đạo nhân trên thân kim cương ấn độc nhãn đạo nhân hét lớn một tiếng bỗng nhiên một cái kim cương ấn đánh giết hướng về diệp tinh thần một quyền kim cương ấn từ cái kia độc nhãn đạo nhân khí huyết hóa thành kim quang trói mắt mật tông phạm văn đầy thiên diệp tinh thần kinh hãi oanh một tiếng vang thật lớn diệp tinh thần một quyền cùng kim cương ấn va chạm ở cùng một nơi bốn phía lá khô bị cường đại lực lượng hất được mạn thiên phi vũ diệp tinh thần chỉ cảm thấy một luồng khủng bố cùng cực lực lượng kéo tới huyết mang cùng kim quang tư tán diệp tinh thần cùng độc nhãn đạo nhân đồng thời bị oanh được rút lui quyền mang biến mất kim cương ấn cũng tiêu tan tuy nhiên đánh tan kim cương ấn nhưng diệp tinh thần cảm nhận được một cỗ cường đại lực phá hoại thông qua nắm đấm truyền tới hắn cơ thể bên trong diệp tinh thần sắc mặt khó coi bỗng nhiên vận chuyển võ đạo thân thể đem chấn áp xuống cái này truyền vào diệp tinh thần cơ thể bên trong chính là kim cương ấn tán loạn sau hóa thành kim cương lực lượng đối với tà ma quỷ vật có cường đại lực sát thương đối với chính đạo người tu hành lực sát thương nhỏ yếu một ít và ual bằng windows location herep windows puppy giới tác bằng windows puppy giới tác windows Papizeta, Pus, Uszonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, UAL, Diệp tinh thần dựa vào võ đạo thân thể, đem trấn áp. Nhìn Diệp tinh thần ung dung đem xâm lấn cơ thể bên trong kim cương lực lượng trấn áp, độc nhãn đạo nhân biến sắc. Kim cương ấn đều vô dụng, ngươi rốt cuộc là quái vật gì, độc nhãn đạo nhân âm thanh run rẩy cái này kim cương ấn là hắn mạnh nhất pháp thuật, đánh lén phía dưới, lại bị diệp tinh thần chống lại hạ xuống. Diệp tinh thần cường đại, vượt xa hắn phỏng trường. Diệp tinh thần khóe miệng cười gần, lần thứ hai hướng độc nhãn đạo nhân đánh tới. Hiện tại biết rõ ta lợi hại, muộn. Thấy diệp tinh thần đánh tới, độc nhãn đạo nhân vội vàng lấy ra một bình xứ nhỏ, bình xứ bên trên, vẽ có hồng sắc phù chú chỉ thấy độc nhãn đạo nhân bỗng nhiên đem nắp bình mở ra một cả người liều lĩnh âm khí du hồn liền bay ra thanh quỷ cho ta ngăn trở hắn độc nhãn đạo nhân quát lạnh nói pháp lệnh truyền đạt thanh quỷ liền hướng diệp tinh thần bay tới cả người quỷ khí ứa ra âm lãnh cực kỳ diệp tinh thần vận chuyển khí huyết chuẩn bị đối kháng diệp tinh thần rõ ràng quỷ vật cũng là có đẳng cấp phân chia chia làm Du hồn tiểu quỷ oán quỷ ác quỷ ác quỷ sát quỷ quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng quỷ đế du hồn thuộc về yếu nhất quỷ vật tương đương với luyện huyết cảnh người tu hành làm người tu hành đạt đến luyện huyết cảnh khí huyết như cầu vồng dương khí cường thịnh diệp tinh thần tự nhiên không sợ du hồn dâng trào khí huyết hội tụ đến trên nắm tay võ đạo thân thể bạo phát đấm ra một quyền trùng thiên dương khí bao trùm ở trên nắm tay, như là mặt trời trói trang, đánh giết ở cái kia thanh quỷ trên thân. Trong nháy mắt, võ đạo thân thể bạo phát khủng bố dương khí trực tiếp để cái kia thanh quỷ hồn phi phách tán, keng, chém giết tứ giai du hồn, thu được 200 công đức điểm, du hồn cũng bị miểu sát. Độc nhãn đạo nhân mặt xám như cho tàn, vội vàng khống chế cuối cùng một bộ hành thi, thẳng hướng diệp tinh thần phía sau, còn lại cuối cùng một bộ hành thi, lần thứ hai giết tới. Diệp tinh thần hừ lạnh, xoay người treo lơ lửng giữa trời một cái đá bay. Không khí bạo liệt, diệp tinh thần khủng bố nhất cước, đem cái kia cuối cùng một bộ hành thi đầu lâu trực tiếp đá bể. Ken, chém giết cấp 3 hành thi, thu được 150 công đức điểm, diệt sát cuối cùng một bộ hành thi, diệp tinh thần nhìn về phía độc nhãn đạo nhân ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền thi triển ra đi cái này độc nhãn đạo nhân thực lực tuy nhiên không mạnh nhưng những này bằng môn tà đạo thủ đoạn ngược lại là sẽ được không ít độc nhãn đạo nhân không hề trả lời mà là thân thể không ngừng lùi lại hắn tu vi bất quá luyện huyết cảnh nhị trọng thủ đoạn mạnh nhất chính là cái kia thanh quỷ cùng bốn cỗ cấp ba hành thi nhưng bây giờ, bốn cỗ hành thi cùng du hồn cũng bị diệp tinh thần diệt sát, hắn át chủ bài hoàn toàn không có, làm sao chống lại diệp tinh thần. Diệp tinh thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên giết tới đi vào, nắm trưởng thành quyền, diệp ra quyền triển khai, vận chuyển khí huyết hội tụ ở trên nắm tay. Một quyền đánh giết, có mãnh hổ xuống núi tư thế, không thể chống đối độc nhãn đạo nhân lần thứ hai hai tay kết ấn cả người kim quang lấp lóe bỗng nhiên một cái kim cương ấn đánh giết hướng về diệp tinh thần một quyền quyền ấn chạm vào nhau song song tán loạn lần này diệp tinh thần có phòng bị không để cho tán loạn kim cương lực lượng xâm lấn đến cơ thể bên trong Đạo sĩ kia bị một quyền nổ đến ngược về phía sau, diệp tinh thần thừa thắng sông lên, nắm đấm dơ lên cao, một cái sát quyền trực tiếp đánh vào độc nhãn đạo nhân trên ngực, đem trước sau xuyên qua. Phun ra một ngụm máu tươi, cái kia độc nhãn đạo nhân thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất, ánh mắt tan rã, chết oan chết uổng. Keng, chém giết luyện huyết cảnh nhị trọng tà tu, thu được một trăm công đức điểm, nghe hệ thống nhắc nhở âm thanh diệp tinh thần trong lòng suy tư chém giết hành thi du hồn còn có độc nhãn đạo nhân đều có thể thu được công đức điểm mà chém giết đặng gia trưởng lão nhưng vô pháp thu được công đức điểm khó nói hệ thống tính toán công đức điểm chỉ tính tà tu quỷ vật cương thi một loại đồ vật mà chém giết người bình thường tộc người tu hành thì lại không tính ở bên trong hơn nữa thu được công đức điểm có gì dùng thần quỷ thế giới ta bắt đầu liền vô địch phục hy diệp ra quật khởi hy vọng. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Hiện nay không rõ ràng công đức điểm tác dụng, diệp tinh thần liền không để ý tới biết, sau đó chậm rãi thăm dò đi. Trước tiên ứng phó trước mắt sự tình, diệp tinh thần ngồi xổm xuống, ở độc nhãn đạo nhân trên thân vơ vét lên. Đem độc nhãn đạo nhân trên thân đồ vật vơ vét sạch sẽ. Diệp Tinh Thần được ba bản bí tịch, hai bình đan dược. Đan dược là cho luyện huyết cảnh tu giả lúc tu luyện dùng Hoán Huyết Đan, 10 phần chân quý, hai bình Hoán Huyết Đan, tổng cộng 20 viên. Ba bản bí tịch, một quyển cấp thấp khống thi thuật, một quyển tàn khuyết ngự quỷ thuật cùng với một quyển mật tông hàng ma ấn pháp kim cương ấn. Đối với khống thi thuật cùng ngự quỷ thuật, Diệp Tinh Thần không có hứng thú, bằng môn tà đạo, hơn nữa còn là tàn khuyết tác dụng không lớn ngược lại là mật tông ấn pháp kim cương ấn câu lên diệp tinh thần hứng thú cái này kim cương ấn chính là mật tông cửu ấn đại kim cương luân ấn phiên bản đơn giản hóa hàng ma ấn pháp chính là mật tông cao tăng ở bất động minh vương ấn trên cơ sở kết hợp kim cương tát búa tâm chú sáng chế hàng yêu phục ma uy lực vô cùng chỉ là độc nhãn đạo nhân thiên phú quá kém không có đem cái này kim cương ấn tu luyện nhập môn nhưng cho dù không có tu luyện nhập môn kim cương ấn bị luyện huyết cảnh nhị trọng độc nhãn đạo nhân triển khai đều có thể cùng thực lực có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng diệp tinh thần chiến đấu không phần dưới có thể thấy được uy lực của nó nếu là diệp tinh thần đem luyện thành phối hợp võ đạo thân thể sẽ cường hãn đến mức độ nào diệp tinh thần không dám tưởng tượng đắc ý đem kim cương ấn cùng hai bình hoán huyết đan thu cẩn thận diệp tinh thần nhìn bốn phía vậy vừa nãy bị hắn một quyền đánh gãy cánh tay đặng gia trưởng lão đã thừa dịp hắn cùng với độc nhãn đạo nhân lúc chiến đấu chạy trốn muốn đuổi theo đã không kịp diệp tinh thần không có đi truy mà là ly khai khô thụ lâm hướng về diệp gia chạy đi vừa mới diệp thu thừa dịp loạn chạy trốn đãi hắn trở lại diệp gia món nợ này cũng nên tính toán trở lại diệp gia Diệp tinh thần liền đem Diệp Thu mẹ con cùng với đặng gia trưởng lão, thiết kế mưu sát hắn việc, nói cho Diệp gia cao tầng. Hỗn đản, Diệp gia đại đường trong phòng khách. Diệp gia gia chủ Diệp Minh Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt phẫn nộ cùng cực. Trong đại sảnh, Diệp gia mấy vị trưởng lão, phân ngồi hai hàng, trên mặt tất cả mọi người, đều có vẻ giận dữ cấu kết ngoại nhân, thủ túc tương tàn, như vậy hạng người lòng dạ độc ác, tuyệt không thể lưu, Diệp Thu cùng cái kia đặng thị nhất định phải xử tử, Diệp gia đại trưởng lão mở miệng nói. Đúng vậy, nhất định phải lấy ra quy xử trí, tam trưởng lão cũng mở miệng. Diệp ra một đám trưởng lão theo nhau gật đầu. Đồng tộc người, tối kỵ thủ túc tương tàn, cái này Diệp thu cùng với mẹ đặng thị cấu kết ngoại nhân, mưu sát Diệp tinh thần, nhất định phải xử tử lúc này gia chủ chi chỗ ngồi diệp minh thiên nhìn về phía diệp tinh thần ân cần nói thần nhi người tu vi đột phá đến luyện huyết cảnh nhất trọng theo vừa mới diệp tinh thần trong miêu tả hắn là đột phá luyện huyết cảnh nhất trọng thực lực đề bạt mới vào lần này mưu sát chuyển bại thành thắng vâng phụ thân diệp tinh thần thật lòng trả lời nghe vậy diệp ra tất cả trưởng lão toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ Diệp tinh thần bây giờ 16 tuổi. 16 tuổi liền đột phá luyện huyết cảnh nhất trọng, trăm năm rất khó chứng kiến. Người nói người thể chất đặc thù, nắm giữ tầm thường luyện huyết cảnh nhất trọng người tu hành gấp 3 lực lượng cùng tốc độ, cùng với năng lực phản ứng. Nhờ vào đó đánh chết đặng gia trưởng lão cùng cái kia độc nhãn đạo nhân, Diệp Minh Thiên tiếp tục hỏi. Không sai, Diệp Tinh Thần trả lời hài nhi thân thể thể chất đặc thù lực lượng tốc độ năng lực phản ứng đều là cùng giai người tu hành gấp ba diệp ra một đám trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn trong tu hành có thể chất sai biệt có chút cường đại thể chất liền khác hẳn với thường nhân đại trưởng lão đứng lên đi tới diệp tinh thần trước mặt lộ ra mỉm cười Hài tử ngươi toàn lực công kích ta một quyền ta nhìn ngươi một chút thể chất đại trưởng lão một ghế bạch bào, dâu tóc đều trắng, luyện huyết cảnh bát trọng tu vi, ở diệp gia, thực lực chỉ đứng sau luyện huyết cảnh 9 tầng diệp minh thiên, và URL bằng window. Location, Herep, window, puppy giới tác bằng window, puppy giới tác, window, puppy giới tác, push, zonet, 7254, x, e, bgssp7254, u, url được diệp tinh thần trả lời một tiếng lập tức vận chuyển huyết khí võ đạo thân thể bạo phát sáu ngàn cân lực lượng triển khai bỗng nhiên một quyền đánh về đại trưởng lão đại trưởng lão sắc mặt không hề thay đổi một tay duỗi ra chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy diệp tinh thần một quyền oanh quyền trưởng chạm vào nhau đại trưởng lão thân thể đứng thẳng không hiểu diệp tinh thần bị đẩy lui cảm thụ bàn tay truyền đến lực lượng đại trưởng lão kích động nói Sáu ngàn cân lực lượng, cái này thể chất quả nhiên kỳ lạ, có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng. Luyện huyết cảnh nhất trọng tu vi, lại có có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng thân thể thể chất thiên tài như thế, xuất hiện ở ta diệp ra, thật sự là thiên hữu ta diệp ra. Đại trưởng lão âm thanh run dày. Sở hữu trưởng lão khuôn mặt kích động, diệp ra trẻ tuổi có như thế thể chất, diệp ra quật khởi có hy vọng như sau đó Diệp tinh thần có thể đạt đến hậu thiên cảnh, liền có thể dẫn dắt Diệp ra, hướng về nhất lưu gia tộc xuất phát. Trở thành cô Sơn Trấn Đại Tộc, làm Diệp ra người, bọn họ tự nhiên hy vọng Diệp ra trở nên mạnh mẽ, tại đây yêu ma làm hại thế giới, có một ghế chi địa. Từ hôm nay lên, Diệp ra tư nguyên hướng về Diệp tinh thần nghiêng, chư vị có ý kiến gì hay không, đại trưởng lão mở miệng nói. Tự nhiên không có, không có, không có một đám trưởng lão liên tiếp tỏ thái độ tư nguyên nghiêng bồi dưỡng một vị tuyệt thế thiên tài tự nhiên không thành vấn đề được diệp minh thiên kích động lên tiếng có diệp gia chư vị trưởng lão trên dưới một lòng diệp gia tự nhiên có thể trở nên mạnh mẽ diệp tinh thần mỉm cười đang lúc này một đạo không hài hòa âm thanh vang lên diệp gia tựa hồ không chỉ diệp tinh thần một cái hậu bối thiên phú dị bẩm đi nghe vậy đại trưởng lão loại người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy phản đồ Diệp Thanh Vân, mang theo Diệp Thu, cùng một đám đặng gia cường giả, đạp bước hướng Diệp ra đại đường đi tới. Người còn dám về Diệp ra, Diệp Minh Thiên nhìn thấy Diệp Thanh Vân, quát lạnh nói. Diệp Thanh Vân cha con cấu kết đặng gia trưởng lão, mưu sát Diệp tinh thần sau khi thất bại, liền thoát đi Diệp ra. Bây giờ dĩ nhiên còn dám trở về. Hơn nữa còn mang đến một đám đặng gia cao thủ, diệp gia chủ không cần nổi giận, chúng ta đến đây tự nhiên có chúng ta lý do. diệp thanh vân lạnh nhạt mở miệng nói, lập tức chỉ thấy phía sau đặng gia người dùng băng ca mang tới đến một vị cụt tay trưởng lão cùng hai cỗ thi thể. cái này cụt tay người chính là tham dự mưu sát diệp tinh thần bị diệp tinh thần đánh gãy cánh tay đào tàu đặng gia trưởng lão mà hai cỗ thi thể, tự nhiên là đặng gia bị Diệp Tinh Thần đánh giết hai vị khác trưởng lão. Các ngươi có ý gì, Diệp gia đại trưởng lão nhìn về phía đặng gia người. Chỉ thấy đặng gia một vị trưởng lão đứng ra, hừ lạnh nói. Có ý gì? Diệp gia Diệp tinh thần, thủ đoạn độc ác, thiết kế ám sát ta đặng gia cháu ngoại Diệp Thu, ở khô thụ lâm bên trong, liên sát ta đặng gia trưởng lão hai người, phế bỏ cánh tay một người, người nói có ý gì? đặng gia trưởng lão thanh âm lạnh như băng nói. Diệp tinh thần ánh mắt lấp lóe sát ý, cái này đặng ra mọi người, dĩ nhiên ngược lại trả đũa, vu oan hãm hại hắn. Các người muốn chết, Diệp tinh thần nhìn về phía đặng ra người mở miệng quát. Rõ ràng là Diệp thu cùng ngươi đặng ra người thiết kế hại ta, tài nghệ không bằng người bị ta giết ngược lại, bây giờ còn có mặt mũi đến bị cắn ngược lại một cái không coi ai ra gì ngôn ngữ cản rỡ quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác chủ không trách được liền đồng tộc huynh đệ đều muốn giết đặng gia trưởng lão quát lạnh nói diệp gia đông đảo trưởng lão đều là đầy mặt vẻ giận dữ cũng rõ ràng là đặng gia ngược lại oan uổng diệp tinh thần bây giờ vẫn muốn nghĩ diệp gia giao ra diệp tinh thần lẽ nào có lý đó thần quỷ thế giới ta bắt đầu liền vô địch phục hy phế diệp thu nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com diệp thanh vân nhìn về phía diệp gia trưởng lão mở miệng nói bất luận diệp tinh thần xuất phát từ loại nguyên nhân nào nhưng hắn hay là giết đặng gia hai vị trưởng lão giết người đền mạng diệp gia nhất định phải giao ra hắn diệp minh thiên nghe vậy quát lạnh một tiếng vậy đặng gia trưởng lão muốn đối với con của ta hạ sát thủ bây giờ bị giết ngược lại đúng là đáng đời hơn nữa diệp thu cùng cái kia đặng thị thiết kế mưu hại con ta diệp gia cũng tuyệt sẽ không bỏ qua hai người diệp minh thiên tiếp tục nói diệp gia không đi tìm kiếm diệp thu cùng diệp thanh vân hai người ngược lại là chính mình tìm tới cửa đúng là muốn chết diệp minh thiên người quả nhiên là làm mấy năm gia chủ trở nên bành trướng diệp thanh vân quát lạnh một tiếng hôm nay diệp gia không giao ra thằng con hoang này chờ đợi diệp gia chính là hủy diệt tai ương tai họa ngập đầu xem ai trước tiên có tai họa ngập đầu diệp tinh thần bỗng nhiên hét lớn lập tức lao ra một quyền đánh giết bất quá không phải là đánh về diệp thanh vân mà là đánh về diệp thanh vân bên người diệp thu diệp thu kinh hãi cái này diệp tinh thần thừa dịp phụ thân hắn chưa sẵn sàng dĩ nhiên ra tay công kích hắn Diệp Tinh Thần đột phá luyện huyết cảnh nhất trọng, há lại hắn thối thể cảnh bát trọng có thể chống lại. Nhưng Diệp Tinh Thần tốc độ quá nhanh, bốn phía người muốn cứu viện đã không kịp. "Phụ thân, cứu ta." Diệp Thu lo lắng hô. Đáng tiếc dĩ nhiên không kịp. Diệp Tinh Thần có thể so với luyện huyết cảnh ngũ trọng tốc độ, ai cũng cứu không hắn. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần toàn lực một quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Thu trên đan điền, trước sau xuyên qua diệp thu bỗng nhiên ngược về phía sau miệng phun máu tươi ôm lấy bụng dưới lăn lộn dưới đất đan điền ta hủy đan điền ta hủy diệp thu sắc mặt trắng bệch hắn đan điền bị hủy từ đây không thể tu luyện thu nhi diệp thanh vân bỗng nhiên đi tới diệp thu bên người đỡ lên hắn phụ thân hắn phế đan điền hắn phế đan điền ta giết hắn cho ta giết hắn diệp thu nói năng lộn xộn giống như rơi xuống địa ngục Đàn điền bị hủy, hắn từ đây xem như phế. Diệp tinh thần hừ lạnh một tiếng. Diệp thu thiết kế giết hắn, hắn tự nhiên sẽ không để Diệp thu dễ chịu. Ta giết ngươi, Diệp thanh vân nhìn về phía Diệp tinh thần, quát to. Chỉ thấy Diệp minh thiên cùng Diệp gia đại trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp tinh thần trước mặt, hai người khí thế bạo phát, cường đại khí huyết lực lượng khuếch tán ra dám lên trước một bước, diệt ngươi, diệp minh thiên luyện huyết cảnh chín tầng tu vi bạo phát. Bốn phía đặng ra người sắc mặt đại biến. Diệp Minh Thiên, Diệp Gia Gia Chủ, có thể so với nửa bước hậu thiên cảnh chiến lược. Nếu là bạo phát, ở đây đặng ra người không người nào có thể chống đối. Trừ phi chủ nhà họ đặng đích thân tới, chẳng qua hiện nay chủ nhà họ đặng đang tại bế quan, hôm nay không cùng trước mọi người tới diệp minh thiên ngươi có gan có một ngày ngươi sẽ vì hôm nay cử động trả giá đau đớn thê thảm đại giới đặng gia trưởng lão mở miệng nói thấy diệp minh thiên thái độ cứng rắn hơn nữa bọn họ cũng chưa bắt lại diệp gia thực lực chúng ta đi đặng gia trưởng lão mang theo đặng gia mọi người chuẩn bị đi trở về diệp thanh vân nhìn về phía diệp gia đại trưởng lão cùng diệp minh thiên nắm đấm nắm chặt cắn răng ôm Diệp Thu, theo đặng ra mọi người trở lại. "Thù này, hắn sớm muộn sẽ báo. Diệp Minh Thiên, nhắc nhở ngươi một tiếng, bị Diệp Tinh Thần giết chết độc nhãn đạo nhân chính là Cản thi phái người, cho dù ta đặng ra không làm gì được ngươi Diệp gia. Nhưng ta đặng ra sẽ đem tin tức truyền cho Cản thi phái, ngươi Diệp gia một dạng sẽ có tai họa ngập đầu, chuẩn bị chờ chết đi." Đặng gia trưởng lão hử lạnh một tiếng. Nói xong, liền lệnh người dơ lên thi thể ly khai. Diệp Minh Thiên trao máy. Cản thi phái. Chính là an bình huyện bên trong một luồng cực kỳ mạnh mẽ tà ác thế lực trong phái người sở trường khống thi chi thuật đã từng bị quan phủ vây quét mấy lần mà bất diệt. Đa số là hạng người lòng dạ độc ác. Không nghĩ tới độc nhãn đạo nhân dĩ nhiên là cản thi phái người, lần này phiền phức. Đặng ra mọi người đi rồi. Diệp tinh thần tựa hồ nhìn ra phụ thân Diệp Minh Thiên lo lắng, mở miệng nói. Phụ thân không cần phải lo lắng, cái kia cản thi phái người dám đến trả thù, ta nhất định phải bọn họ có đến mà không có về, ngươi không hiểu cản thi phái lợi hại. Diệp Minh Thiên ngưng trọng nói. Cản thi phái là nắm giữ mấy vị hậu thiên cảnh cường giả môn phái, vô cùng mạnh mẽ, không phải là ta Diệp ra có thể chống lại, và URL bằng Windows. Location Herap Window Puppy giới tác bằng Window Puppy giới tác Window Puppy giới tác Us Zonet 7254 X BGSSP 7254 U UAL Diệp tinh thần trở nên trầm mặc Xác thực hiện tại Diệp Gia, hay là quá yếu, bây giờ Diệp Gia mạnh nhất người chính là phụ thân hắn Diệp Minh Thiên, luyện huyết cảnh 9 tầng tu vi. Một cái hậu thiên cảnh cường giả đều không có diệp minh thiên nhìn về phía một bên đại trưởng lão mở miệng nói diệp gia từ hôm nay lên tiến vào tình trạng báo động đi sở hữu diệp gia người không được tùy ý ra ngoài để tránh khỏi đưa tới cản thi phái trả thù được đại trưởng lão gật gù lập tức diệp minh thiên nhìn về phía diệp tinh thần nói thần nhi, bây giờ ngươi đột phá luyện huyết cảnh, có thể tu luyện công pháp, ngươi thiên phú dị bẩm, thể chất đặc thù, diệp ra tàng thư các công pháp cùng pháp thuật, ngươi tùy ý chọn tuyển. Người đi trước chọn thích hợp công pháp, ta cùng với chư vị trưởng lão thương lượng một phen ứng đối cản thi phái kế sách, vâng, phụ thân, hài nhi đi xuống trước, diệp tinh thần mở miệng nói. Diệp tinh thần rõ ràng, bây giờ thực lực nhỏ yếu, muốn thay cha phân yêu, chỉ có tăng cao thực lực đi tới tàng thư các diệp tinh thần trực tiếp đi vào thiếu chủ trông coi tàng thư các nhị trưởng lão nhìn thấy diệp tinh thần đến lên tiếng nói nhị trưởng lão ta tu vi đột phá vào luyện huyết cảnh phụ thân để cho ta tới chọn công pháp cùng pháp thuật diệp tinh thần mở miệng nói cái gì ngươi đột phá vào luyện huyết cảnh nhị trưởng lão nghe vậy giật này cả mình bỗng nhiên tiến lên, nắm lấy Diệp Tinh Thần tay, cảm thụ Diệp Tinh Thần tu vi. Nhị trưởng lão quanh năm trông coi tàng thư các còn không rõ ràng lắm vừa mới phòng khách phát sinh sự tình. Một lát sau, nhị trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, mở miệng nói. Quả nhiên đột phá, 16 tuổi luyện huyết cảnh, thiên hữu ta Diệp ra, ra một vị tuyệt thế thiên tài, nói. Nhị trưởng lão lôi kéo Diệp tinh thần tiến vào tàng thư các trực tiếp nhảy qua lầu 1 đi tới lầu 2. Tàng thư các lầu 1 toàn bộ là một ít cấp thấp công pháp, chỉ có thể tu luyện tới luyện huyết cảnh 9 tầng. Là cho Diệp Gia Thiên Phú sai người tu luyện. Tàng thư các lầu 2 mới là Diệp Gia chính thức cao thâm công pháp. Chỉ chốc lát sau, nhị trưởng lão lôi kéo Diệp tinh thần đi tới một cái cổ lão giá sách trước mặt, sách này cái bí mật tại tàng thư các nơi sâu xa nhất. Hơn nữa, giá sách chỉ thả có hai quyền thư tịch nhị trưởng lão mở miệng nói cái này hai quyền thư tịch một quyền công pháp một quyền pháp thuật chính là ta diệp ra chấn tộc chi bảo trăm năm trước ông tổ nhà họ diệp lưu lại trăm năm qua không người có thể lĩnh ngộ tu luyện nhị trưởng lão nhìn về phía diệp tinh thần kích động nói người 16 tuổi liền đột phá luyện huyết cảnh, thiên phú dị bẩm có thể thử xem có thể hay không lĩnh ngộ, nếu không phải có thể lĩnh ngộ, trở lại thay đổi nó công pháp. Nếu như có thể lĩnh ngộ, không ra mấy chục năm, ta diệp ra lại muốn ra một vị tiên thiên cảnh cường giả, nhị trưởng lão kích động nói. Chấn tộc chi bảo, diệp tinh thần cầm hai quyển thư tịch tâm tình kích động. Diệp gia trấn tộc chi bảo, trăm năm qua không người lĩnh ngộ, sẽ cường hãn tới trình độ nào? Bây giờ hắn không có tu luyện bất kỳ công pháp cùng pháp thuật. Vừa vặn tu luyện cái này hai quyển pháp môn, cầm hai quyển pháp môn, ly khai tàng thư các trở lại gian phòng của mình, Diệp Tinh Thần liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Cái này hai quyển thư tịch, một là công pháp Thái Dương Chân Kinh tàn quyển, một là pháp thuật Thiên Cương Kiếm Quyết công pháp chỉ là tàn quyển, diệp tinh thần tự lẩm bẩm Hắn nhìn kỹ một lần, pháp thuật thiên cang kiếm quyết thì là hoàn chỉnh, có ngũ trọng. Mà công pháp thái dương chân kinh tàn quyển, chỉ có tam thiên, luyện huyết thiên, thái dương chân huyết, hậu thiên thiên, chân dương khí, tiên thiên thiên, thái dương chân hỏa. Tam thiên công pháp, có thể diệp tinh thần tu luyện tới tiên thiên cảnh.